Xin chào các bạn và quý vị đã đến với lại quay trở lại với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Cái đây vài phút trước ấy thì mình có các live stream trên Facebook mà có một cái live stream với tiêu đề là trả lời câu hỏi là làm thế nào để mua xe đạp tại shop xe đạp Hải Phòng.com cho đối với các quý khách ở tỉnh xa. Thì mình có nêu ra ba phương thức để mà quý khách mua hàng, mua xe đạp tại cửa hàng. Thì nếu mà quý vị đang xem trên nền tảng YouTube thì hãy vào trong kênh và xem lại cái video đó. Và cái phần cuối của live stream trước thì mình có một cái câu hỏi đặt ra là tại sao mà một số shop khác ấy thì hai khi mà khách hàng đã mua xe và đang nhận xe thì chụp khách hàng đã mua xe và dắt xe ra khỏi cửa hàng là một. Hai là chụp lại cái tin nhắn, những cái đoạn chat của khách hàng đang tiến hành mua xe và đã mua xe để mà tăng cái độ uy tín của cửa hàng. Và có cách thứ ba là chụp lại số điện thoại hay là chụp lại những cái feedback, tức là những cái cảm nhận của khách hàng cũ đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình để mà tăng độ uy tín của cửa hàng đối với khách hàng mới. Tức là những cái bước này là tăng độ uy tín của cửa hàng với khách hàng mới, còn khách hàng cũ thì đã biết rồi thì cần đếch thì tăng uy tín nữa, bởi vì biết nhau rồi mà. Thì tại sao mà xe đạp Hải Phòng không làm những cái vấn đề như vậy và chưa làm hay là không làm? Thì mình, đây là đối với ý kiến cá nhân của mình, thì đây là mình cũng chia sẻ cái ý kiến cá nhân thôi, tại sao là mình không làm. Bởi vì mình cũng chia sẻ với các quý khách và các bạn là mình cũng học marketing để mà làm được một cái kênh YouTube như này, mà làm một cái công việc bán hàng online, mà đưa một cái công việc kinh doanh xe đạp thể thao vào môi trường online như này, thì mình cũng phải học, cũng không phải nói là nhiều, nhưng mà cũng học để mà biết được là phải tạo uy tín đối với khách hàng mới để mà tăng cái tỷ lệ mua hàng. Tức là 10 khách hàng mới biết đến mình thì cảm thấy tin tưởng, và tỷ lệ mua hàng càng cao trên khách hàng mới thì càng tốt. Thì có sẽ một số cái cách là chụp lại những cái khách hàng cũ đã mua hàng. Tại sao mình không làm, là mình hoặc là mình chưa làm? Mình đây mình cũng chia sẻ luôn là cái cảm nhận, cái suy nghĩ cá nhân của mình thôi. Thứ nhất là tại sao không chụp lại những khách hàng đang tiến hành nhận xe và chuẩn bị dắt xe ra khỏi cửa hàng để mà tăng uy tín với khách hàng mới chưa từng mua xe của cửa hàng. Thì thực sự là các như các bạn biết ấy, thì khi mà giao xe cho khách thì chúng tôi phải kiểm tra rất là gắt gao những cái hoạt động, cái chuyển động. Mà thực sự là cửa hàng thì chỉ có hai người, đôi lúc chỉ có một mình tôi thôi, thì tôi phải không còn tay đâu mà chụp mới quay cả. Lúc đấy chỉ tâm trí làm sao mà căn chỉnh bảo dưỡng cái chiếc xe đạp mà để giao cho quý khách hàng nó được một cách trọn vẹn nhất, tốt nhất, không bị quên một cái thứ gì cả, không bị quên đồ đạc hay là căn chỉnh, không có thời, thực sự là không còn thời gian đâu để mà còn tay máy ảnh với lại chụp cái quý, lúc mà quý khách nhận xe cầm xe với lại, thật sự là quên 100 khách thì có nhớ thì cũng không có tay đâu mà chụp, thật sự là như thế. Đấy là nên là hầu như là không có ảnh mà quý khách đã từng dắt xe đi và bye bye cửa hàng và xin cảm ơn, hầu như là không có thời gian luôn, không có tay đâu mà làm nữa. Bởi vì lúc đấy là mình giao xe là mình phải test xe này, kiểm tra xe hoạt động ngon lành, chân chu, các số má chuyển ok, rồi là các cái phụ kiện có đủ chưa đấy, rồi bơm lốp bơm liếc, tay đâu mà chụp nữa. Nên là không, chắc là các cửa hàng khác thì người ta nhiều lân nhân được hơn thì có thể chụp được, nhưng mình thực sự là mình không có thời gian đâu mà chụp. Cách thứ hai là có thể là cửa hàng có thể chụp lại cái màn hình chat hoặc là feedback của khách hàng cũ. Thì thực sự là mình cũng chia sẻ luôn là mình là xe đạp Hải Phòng mà, mình là dân Hải Phòng. Các cái cách mà chụp lại màn hình rồi thuê mấy cái ông mà đứng gọi là tạm thời là khách hàng đi, đứng ở, tôi đã từng mua xe đạp tại Hải Phòng, xe đạp Hải Phòng.com, tôi cảm thấy rất tốt rồi, bla bla, mình cảm thấy nó thực là nó quá là giả tạo và nó mang cái tính chất gì nó không đúng chất người dân Hải Phòng cho lắm. Mình cũng chia sẻ thật là như thế. Thì để mà nói về uy tín thì mình cũng không phải là dám nói 100%, nhưng mà
để mà tính cách của mình thì mình không làm những cái trò gọi là làm màu như thế, làm màu mè vớ vẩn như thế, bởi vì thích thuê cửa hàng thích quay khách hàng cũ review gì ra thuê một ông 50 ông xe ôm, mỗi ông 100.000 là gọi là đầy khách hàng cũ luôn. Còn thích màn hình chat review khách hàng cũ luôn thì như cửa hàng khác thì chả biết khách hàng thật hay không. Nếu như mà mình muốn làm thì mình đập 100 cái link Facebook ảo xong mình gửi chat là xe tốt lắm, xe đẹp lắm, bla bla rồi đẩy luôn, đúng không ạ? Nhưng mà thật sự là mình cảm thấy những cái trò làm rất là làm màu luôn, không có một cái gì gọi là thực tâm cả. Còn để mà nói uy tín thì như các quý vị biết là trong 2-3 năm trở lại đây, khi mà mình có lập kênh YouTube ấy, thì đã biết bao nhiêu chiếc xe đi qua website và đã bán. Thì thực sự là cũng không cần nói nhiều. Thì nhân đây thì mình cũng muốn xem cho các bạn xem qua đây, nếu mà muốn khách hàng đây thì mình thật sự là hóa đơn của mình bán hàng thì đây, nhà xe thu hộ thì rất nhiều luôn, quá là nhiều luôn. Đây nhà xe thu hộ này, nhà xe thu hộ 4,1 triệu này, số điện thoại người nhận này, xin phép là mình không có chụp kỹ lắm. Đây để mà mình muốn làm những cái này thì quá là nhiều luôn, nhà xe thu hộ 4,7 triệu, nhà xe thu hộ 4,3 triệu, rồi đây còn nhiều lắm, còn hàng bao nhiêu tập hóa đơn như thế này nữa. Thì các bạn nói để mình, để mà nói những cái trò làm màu như thế thì mình không thích một tí nào luôn. Đấy, rất là nhiều nhà xe thu hộ. Rồi đây, những cái số khách hàng đã từng mua xe thì mình lưu trong máy tính thì thôi, chắc không cần xem. Hàng nghìn số luôn. Hàng nghìn số đã gọi đến, còn để mà bán thành công thì chắc không đến hàng nghìn. Chỉ khoảng vài trăm thôi, còn nếu mà hàng nghìn thì chắc là mình giàu lâu rồi. Thế mình cũng mỗi một chiếc xe mà bán được hàng nghìn chiếc xe thì mình cũng giàu rồi, hàng trăm thôi. Còn hàng nghìn phải đến khoảng gần 10.000 số khách hàng đã gọi đến nhưng mà chưa tiến hành mua xe. Còn nếu mà tiến hành mua xe thì vài trăm khách. Từ hồi mình kinh doanh xe đạp thể thao đến bây giờ là khoảng 4 năm rồi, 4 năm trời. Còn kênh YouTube thì mình mới lập được khoảng hơn 2 năm nay. Thì đấy, mình muốn nói tại sao là xe đạp hải phòng.com không làm màu, không quay lại những cái lúc mà khách mua xe hay là những cái tin nhắn ấy, lập lên một mấy cái chục link ấy, xong chụp lại màn hình thuê mấy ông xe ôm vào quay video review feedback tốt ngon lành các thứ đơn giản, nhưng mà mình không có làm. Nó không đúng cái chất dân Hải Phòng cho lắm, mà nó làm màu làm mè, mình cảm thấy nó ấy. Thì có một cái câu là hữu xạ tự nhiên hương, mình cứ làm tốt đi, mọi người sẽ tự cảm nhận được, chứ không cần làm màu làm mè lắm làm gì. Thì xin cảm ơn các anh chị. Thì đấy, như vậy là cũng đây hôm nay tối cũng rỗi thì mình cũng làm một live stream nói về cái uy tín của cửa hàng. Uy tín cửa hàng thì thực sự là mình, nếu mà khách hàng nào mà nghi ngờ thì mình cũng không biết nói gì luôn. Thì mình là một cái người mà cũng hay tìm hiểu về các cái câu chuyện, thì nhân đây mình có một cái câu chuyện mà muốn kể giao lưu cùng với quý vị khách hàng. Đó là một cái câu chuyện là ở nước Nhật có một cái người thiền sư. Một cái người thiền sư tu ở là trụ trì ở chiếc chùa, ngôi chùa. Và người sư này thì rất là bác ái, nhân từ, từ bi. Ai vào xin ở mà cơ nhỡ xin ở thì cũng đều cho ở hết. Thì một hôm có một người phụ nữ trẻ không biết vì sao mà chán đời hay như nào ấy, xin vào chùa ở. Và khoảng 6-7 tháng sau thì cô ta sinh ra một đứa con trai ở trong chùa. Và mọi người nói là ui, nhà sư này ngủ với cô ta để gây ra cô ta có bầu, rồi sinh ra đứa trẻ này, nhà sư này thật là bỉ ổi, rồi là bla bla, rất là kinh khủng. Đúng là người ta sẽ đổ lỗi cho người trụ trì ngôi chùa này là làm cho cô gái trẻ lại có bầu, và cô ấy cơ nhỡ nương tựa thì làm cho cô ấy có bầu, và gọi là không đúng cái chất tu hành của nhà Phật lắm. Thì nhà sư này cũng không giải thích gì, cũng chỉ bảo
không nói gì luôn, tức là nhà sư không không biện minh một câu gì luôn. Thì ngày tháng trôi qua, cái người đứa trẻ kia nó lớn lên và nó hoàn toàn không, cái mặt của nó không giống nhà sư một tí nào, không giống nhà sư một tí nào. Và cô gái cũng thừa nhận là đây là đứa con mà tôi đã mang với một người khác trước khi vào chùa, và họ người, cái người cha đó đã tìm lại cái người vợ năm xưa và họ đã quay trở lại với nhau. Thì lúc đấy người dân mới vỡ lở ra là ôi, mình đã trách nhầm nhà sư, là đã trách nhầm nhà sư là đã giúp đã cho cô gái mang bầu và không đúng cương vị của một người nhà tu lắm. Thì nhà sư cũng không nói gì cũng không nói gì luôn. Thế là mình muốn nói ở đây là gì, cái trong cuộc đời ấy, mình tốt hay là không tốt, hay mình uy tín hay không uy tín, cũng không cần làm màu lắm. Tự mọi người sẽ biết, tự mọi người sẽ cảm nhận cái chân tình đấy. Còn thực ra thì mình muốn kể câu chuyện này thì cũng gọi là tâm sự thôi, chứ còn ai mua thì vẫn cứ mua, mà ai không mua thì vẫn cứ không mua, ai nghi ngờ thì vẫn cứ nghi ngờ. Mình không muốn, không muốn là muốn thay đổi cái định kiến của từng người, và chỉ muốn là có một số cái câu hỏi, mình đợt này là mình đang tổng hợp một số cái câu hỏi của quý khách để mà làm những cái live stream trả lời câu hỏi cho quý khách, để cũng làm đây là những cái video mẫu để mà khi mà các quý khách khác có những cái câu hỏi tương tự như vậy về uy tín, về chế độ, cái cách mua hàng, rồi là những cái câu hỏi xoay quanh cách sử dụng xe đạp thể thao, thì mình sẽ làm một loạt cái live stream này và sau đó mình up lên YouTube để mà các cái quý khách sau có cái câu hỏi tương tự như vậy thì chỉ cần xem thôi chứ không cần hỏi đâu. Và xin chào, hẹn gặp lại. Đến đây thì mình cũng hơi dài dòng rồi, thì xin chào và hẹn gặp lại các quý vị trong những cái video lần sau. Xin chào và xin chào các anh chị em đang xem live stream của em trên Facebook. Em cũng tạm thời đã trình bày xong cái câu hỏi là tại sao mà cửa hàng xe đạp phòng.com không chụp lại những cái khách hàng đã mua hàng để mà tạo uy tín cho cửa hàng. Thì hẹn gặp lại các anh chị em trong những cái live stream lần sau. Xin chào.